Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Tay To buổi tối. Đây là bàn đấu thứ 3. Do một sự sai lầm nên là ban tổ chức đã nhầm map thứ 2, map thứ 3 thôi. Ok, một đội bay kéo dài được vùng mỏ đá và nó sẽ kết thúc cho vùng truyền tuyết. Để xem trong bàn đấu này các game thủ chúng ta họ sẽ xử lý như nào đây. Roman Empire rời của bay rất sớm và điểm đến họ sẽ là khu vực đồi thông hai bộ. Lúc này 48 người chơi Hà Nội team, có lẽ là họ sẽ vẫn đang khu vực biệt thự có ma mà thôi. Đây là động đèn đỏ và cũng sẽ là khu vực đồi thông. Vừa số phát là Roman Empire và động đèn đỏ sẽ quyết định ở chơi nhau rồi. Vâng, Roman Empire và động đèn đỏ sẽ chơi nhau, tôi nghĩ như vậy. Lộn xộn team. Ôi, nhìn nhảy xô đã thấy gọi là đông đúc rồi. Sẽ có pha giao tranh của tình huống này. Chàng Kabi có súng rồi. Đây là Tùng Sam. Lúc này Tùng Sam thì nó mất đi khá nhiều máu, nó mất đi cũng khá nhiều máu rồi. Tam đang bắn ngược trở lại, làm luôn một nháy rồi, gặp giò luôn, ăn ngay được vị trí của Red Mr. K. Ôi, vẫn đang nảy lên thì không ăn được cả đôi rồi, làm sao mà chơi được cả đôi. Vâng, đối vừa đang có vài gạt giò vị trí của Tùng Sam. Tùng Sam đang quẩy nhưng mà Tùng Sam đã vẩy nằm xuống với đó là bạn gục vào vị trí đối phương. Lúc này ba đề cài 20 cũng như công chúa đã bị bắn gục rồi. Còn Kabi với tôi, Kabi gạt giò vị trí của Noka kia. Kabi sẽ cứu vị trí công chúa, chưa nhìn thấy đối phương ở đâu cả. Công chúa đã được cứu rồi. Cài Z có mạng hạ gục cho mình, đối với ra và đằng sau cái cầu thang mà không được rồi. Kabi có ba đẩy vào, công chúa có ba đẩy lên, công chúa còn 20 máu. Công chúa đối phương đang tơ bóng kèo. Lúc này đối phương đang đẩy xuống, đối phương đang muốn gạt giò, công chúa bị bắn gục rồi. Và đó là pha sai lầm và cả Kabi và công chúa sẽ bị hạ gục lên vị trí của cài. Vâng, hai team còn lại một cài, bên này còn động đèn đỏ cài 20, còn trong khi đó thì RP cũng còn lại cho mình đó là cài. Vâng, hai ông cài, vâng, một cái tên mà hai số phận. Lúc này thì đây là cài và cài Z, mỗi team chỉ còn lại một người mà tôi vừa nhảy xuống phát bắt nhau căng đét và kết lên lẹt đây các bạn. Đây là lộ số team và này họ đang có mặt ở bên trong vực trung tâm. Đội tuyển Gao này họ đã có mặt ở bên ngoài khu vực đó là khu cứu hỏa, khu cắm trại, xin lỗi các bạn. Hôm nay họ sẽ muốn đẩy vào trong vườn xưởng gỗ hay chăng? Đây là một cách chơi mà team Gao họ áp dụng khá giống với 70 TD. Trong khi đó thì đây là người vẫn sử T5 lạnh ngoài em, T6 Rio TV. Rồi họ có cho mình hai cái top 1 rồi. Có cho mình hai cái top 1 cực kỳ thơm phức. Đây là Refund Fail, Mistake One, ba cái năm ngón và video bảo có lẽ rằng nhã anh ta đã bị văng game và disconnect hay sao sao đó. Với đó lý do vì sao này thì Refund họ quyết định là sẽ không có nhã trong đội hình. Và Refund đã rất lâu rồi tôi mới thấy họ trở lại phía bắc khu vực thị trấn. Ngày hôm nay ở đây không có Liquid, cũng không có mình King of Refine và Refund, họ có thể yên tâm về khu vực này. Đây là Phú Quý cớm đêm, em là độ boy Evil Start Near the Way for You. Và liệu rằng có đại tướng quân đây hay không? 70 TD thì họ đang ở phía nam khu vực thị trấn Destiny xin V7 cộng nhờ Chim X2. Hôm nay họ đang loanh quanh ở đây. Đại tướng quân vô lý Kim Chon Kai ở PN, một lối chơi rất giống với team Việt Nam cũ. Và hôm nay thì họ đang có mặt ở bên trong vực công xưởng. PN có mình mũ 1 giáp 3, Kai có mình đó là mũ 3. Trong khi đó thì vô lý mình đó là mũ 2 giáp 2 và Kim Chon mình mũ 3 giáp 1. Đồ đạc khá ngon lành cánh đào. Rồi Pekai hôm nay chỉ có lại mình ta trong vực đối thông thôi. Đời hơi buồn. Ván đấu này Dead God cũng đang có sự thay người và đó là sự trở lại của Don't Forget. Tùng Anh sẽ ra nghỉ. Trong đó Don't Forget ta trở vào trong đội tuyển, trong đội hình của đội này. Đây là Sakutaza, anh này như Yellow. Dead God thì hôm nay chưa thấy có sự xuất hiện ở Dead For You. Bình thường có thêm Dead For You nữa nó đủ bộ luôn. Trong khi đó WG Mamisi Doom Fun Game cũng như là Cú Tứ. Ui, hôm nay đổi gió anh em ạ. Hôm nay chúng tôi nhảy lo sen à. WG 2000 hôm nay quyết định sẽ đổi gió Fun Game, anh ta vẫn đang bay. Vâng, có vẻ Fun Game anh ta rất thích cái dù lượn này. Tôi phải nói thật với các bạn là Fun Game anh ta rất thích cái đổi luôn. Và đó lý do tại sao trong ván đấu nào anh ta cũng sử dụng cái đồ này. Vâng, trở lại CB ván đấu còn lại 42 người chơi với tôi. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Rikki mình, các bạn đừng quên để lại cho mình một follow cách ấn nhẹ dấu cộng trên cùng tay trái nhá. Đây là HRT Mr. Wombo gì shake bây giờ trẻ nghe mày họ đang thủ ở bên trong vực thị trấn. À xin lỗi các bạn, khu vực biệt thự. Và bò đầu tiên nó sẽ thu ở đâu đó ở phía nửa trên của bản đồ. Đây là một điểm khá thuận lợi. Mr. 111 có mình đó là mũ 2/3, xỉu nhì mình mũ 2/1, shake con mình mũ 2/2 và trẻ nghe con mình mũ 1/1 rồi. Hôm nay thì cơm đêm có mạng hạ con vị trí Kim Chon con chim. Vâng, hơi đen nó Kim Chon con chim rồi. Hôm nay team họ mất đi cả PN cả Kim Chon, chỉ có lại vô lý Kay mà thôi. Rồi có vẻ như đang hơi khó rồi và đang quyết định là sẽ bỏ chạy. Vâng, đang bỏ chạy nhưng mà cay vừa bị bắn nhẹ phát ở mông, anh ta mất cho mình đúng một máu. Và lúc này không, bây giờ
thì mất nhiều máu hơn rồi. Không kịp đặt ra bom kèo, đối phương bắn là khá chính xác đi. Nhìn cái pha bắn không trượt đi đâu được. Và đó là bạn gục đến từ vị trí của phục Win Away For You. Và lúc này chỉ còn lại mình vô lý mà thôi. Đại tướng quân phản đấu này họ không sống dai hai và đấu trước rồi. Và họ đang không sống dai hai và đấu trước. Lúc này họ đang có một pha di chuyển đến từ vị trí của vô lý, chạy thẳng về phía con sông. Nhưng tôi không nghĩ rằng thì Phú Quý sẽ bỏ qua tình huống này chăng. Và không, họ quyết định là sẽ thôi bỏ và quay đầu là bờ. Và họ mất đi cho mình đó là MP3 độ bò. Nhưng họ đã lấy được ba mạng từ vị trí của đại tướng quân. Refund fail mistake one. Bắc cái năm ngón điều vì tiểu bảo đang nấp ở trong vực nhà nổi. Và đúng ở trong cái khu vực mà vòng phỏ nhân phẩm luôn. Vâng, chị Hằng tới tháng. Và lúc này refund fail còn bình mũ 3-3. Mistake one còn bình mũ 2-1. À xin lỗi, mũ 3-2. Bắc cái năm ngón nó bình mũ 2-1. Ông này mèo mũ 2-1 này. Và vi tiểu bảo còn bình mũ 3-3. Khi mà không còn nhã nữa thì có lẽ là mọi thứ của team refund nó chơi chậm hơn một chút. Tôi cảm giác là khi mà còn nhã thì mọi thứ ở trong team refund nó phải đẩy lên tốc cao hơn. WG 2000 vẫn khá là thoải mái. Cú tứ con bình mũ 2-3. Funky em mũ 3-4. Doom con bình mũ 2-3. Và Mamisi con bình mũ 3-2. Và họ đang di chuyển khá chậm chậm ở bên trong vòng bo. 38 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Lúc này thì HNT quyết định là sẽ có pha ẩn nấp ở bên trong cái phía trên của cánh đồng này. Và đây có thể sẽ là một điểm nấp khá đẹp dành cho vị trí của HNT. Trong khi đó động đèn đỏ cay 20 cảm thấy khá khổ. Vâng, đây là Shake, người ta đang dùng cái dù lượn để bay qua bay lại trong vực cánh đồng này. Vâng, bay rất xa, bay rất xa so với người đồng đội mình. Ước tính có này đang cách người đồng đội mình khoảng 120 mấy mét cơ. Vâng, không, có khi là hơn 150 mét rồi. Vâng, Gao Anh Tú, Tino, Huỳnh như là Kiều cũng đang sử dụng cái dù lượn. Vâng, tôi phải nói là cái dù lượn là một trong những cái ván đấu mà nó có những cái gọi là rất là lực, và phải nói là nó rất lực luôn. Lúc này thì Gao Anh Tú đang chờ bên trong vườn xưởng gỗ này. Trở lại diễn biến và đấu chúng ta hôm nay, đây là người bắn xử T5, Lạnh YM T6 như là Rio TV. Rory vẫn đang chờ phía trên khu vực thị trấn này. Vâng, một cái monster truck được thả phía khu vực thị trấn, mà không biết là người bắn xử họ muốn chiếm cái khu vực này hay không. Cái điểm nấp lúc này của người bắn xử là tương đối tốt, và phải nói là hôm nay người bắn xử có một cái khả năng gọi là cầu bo nó khá kinh luôn. Hai bàn đấu liền bo đều có lợi cho người bắn xử, và mặc dù là trong bàn đấu thứ nhất thì người bắn xử phải chạy bo rất dài, thậm chí là bàn đấu thứ hai họ phải chạy bo rất dài, nhưng cho đến cuối cùng thì cái đường chạy bo họ nó đã hiệu quả hơn so với đối phương. Refund này đã chiếm lĩnh khu vực giao ở hai căn nhà nổi rồi. Đây là một địa điểm rất mạnh ở trong cái khu vực giữa đảo của khu công xưởng, khu cánh đồng này. Nhưng tôi nghĩ là một chút nữa thì bo có lẽ không rơi vào đây đâu. Lúc này Lạnh YM có mạng hạ nguồn vị trí của Shake rồi. Vâng, bay đi bay lại, bay một lúc ngay lập tức người phán xử có pha gọi là hỏi thăm ở vị trí của HRT Shake. Và lúc này ta đã phải trả giá và cái tội bay bay cho nó lắm vào. Xỉu nhì, ta vẫn đang bay. Lúc này lộn xộn team mèo có mạng hạ gục cho mình. Lộn xộn team này họ đang đẩy vào xa và pin đã vảy nắm xuống rồi, nhưng mèo sẽ có mạ gù vị trí 70 tên xin. Mèo đang bị bắn ở đằng sau đít rồi. Rồi Boy NH hạ gù vị trí 9x2 nhưng mà không được rồi, và tấn công rất nhanh. Lúc này mèo đã vảy nắm xuống chứ còn lại mình Boy NH mà thôi. Boy NH sẽ cố gắng cứu vị trí xa, không kịp rồi. Destiny đã có mạ gục cho mình. Lúc này đối phương đang bắn vào một 70 tên Destiny, làm luôn hai thành viên lộ số tìm và quét sạch lộ số tìm trong trận đấu này. Chỉ còn lại mình 70 tên Destiny mà thôi, và anh đã có cho mình đó là ba mạng hạ gục tính đến thời điểm này ván đấu. Đây là đại tướng quân vô lý và chúng ta có lại 30 người cho ván đấu này. Vòng bò chúng ta rang dần dần thu lại rồi. Đây là đại tướng quân vô lý, và vô lý vẫn đang di chuyển một cách khá là có lý từ đầu ván đấu đến giờ. Đây là RFP Kai, hôm nay đang là một đường bay một đường bay thẳng ở bên trong vòng luôn. Thực ra bây giờ thì bản thân anh ta không có quá nhiều sự lựa chọn. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta hôm nay, Don't Forget, Sakutaza, anh nè và Yellow tất cả đều chơi dù lượn, và tất cả họ đang cảm giác rằng bay bằng cái dù lượn này thì nó an toàn hơn so với đi bộ. Thực ra cá nhân tôi đánh giá rằng là bay hay là đi bộ thì nó đều nguy hiểm như nhau cả. Đây là Mamisi, Doom, Funky Em, Cú Tứ, lúc này họ đang chiếm vị trí rất đẹp ở phía trên khu vực thị trấn. Sẽ là pha đẩy vào, lúc này Cú Tứ người ta đang nhìn ngó sang bốn phương tám hướng để xem có thằng nào xuất hiện ở trước mặt đấy không. Vẫn đang là pha chờ đợi cơn mưa. 30 người chơi, HNT 1-1, xỉu nhì với trẻ nghe đã chiếm đến khu vực nhà gà rồi. Đây là một vị trí nó khá đẹp mắt ở trong trận đấu này. Đây là 3DK20, lúc này 3DK20 thì ta chỉ có một chiếc xe và họ sẽ phải di chuyển ở trong vòng mà thôi. Team Gao bây giờ họ mới đang ở trong vực khu cắm trại. Như vậy là Team Gao từ đầu vào đấu giờ họ không di chuyển quá nhiều. Gao Anh Tú có mình mũ 2-3, Tino có mình mũ 3-3, Cao Huỳnh có mình mũ 3-3 và Kiều có mình mũ 3-2. Họ vẫn đang di chuyển khá nhanh và họ sẽ đẩy vào giữa khu vực khu cắm trại này. Tôi tin là như vậy. Vẫn vang là một pha chờ đợi ngân mưa.
Người phán xử sau khi lệnh ngoài em ra lấy một mạng trên vị trí HNT Shake thì người phán xử hôm nay họ không vội vàng gì cả. Vòng bò chúng ta nó đang dần dần thu lại rồi. Và bây giờ vòng bò nó sẽ rơi về bên trong vực cánh đồng, cũng như thực ra nó rơi hoàn toàn bên trong vực thị trấn, và sẽ đồng pha bắn nhau chi chóe. Và điểm nấp này của người phán xử là quá đẹp luôn. Vâng, người phán xử quá đẹp luôn. Đây là Refund này, họ đang quyết định phải bơi sang sông. Điểm nấp của Refund này lại là một điểm nấp xấu. Refund họ đang trải qua một ngày thi đấu mà vòng bò độ cho chúng nó nhưng mà không độ mình. Đây là Cớm Đêm cũng như Evil Start và No Way For You, họ đang phải chạy vào, mà trước mặt họ sẽ là căn nhà gà. Trong căn nhà gà đấy có những thành viên của HNT để mới tên là Destiny. Bây giờ anh ta sẽ phải tìm lấy một điểm nào đó ở bên trong vực thị trấn này để có thể ẩn náu được. Đây là Đại Tướng Quân Vô Lý và vẫn nào một pha bay. Vâng, bay được khá trí từ vị trí của Đại Tướng Quân Vô Lý. Và bay, anh ta bay rất cao ở trên cái bản đồ này, bay cũng khá chậm thôi. Vâng, đây là Repkai và bay rồi Repkai. Vâng, anh ta vẫn đang chờ và tất cả đều đang chờ đợi một cơn mưa. Đây là một giải đấu, bay Sakutaza đã bị bắn gục rồi. Và cả Don't Forget tôi thấy đã ngất ở ngoài này. Anh Nè đang bắn đối phương đẩy vào, anh Nè đang có pha công ở vị trí đối phương. Nhưng mà có vẻ là không ổn cho lắm. Yellow đã bắn rồi. Yellow đã bắn khá thoải mái đối phương né khỏi tầm tấn công của Yellow. Đây là Sakutaza anh ta ngất rồi. Và đó là pha quét sạch đến vị trí HNT và vị trí Dead God rồi. HNT họ vẫn giữ lại cho mình đó đủ 3 thành viên. Xỉu Nhi có mình 2 mạng gồm và trẻ nghe có mình 2 mạng gồm. Vâng, cặp đôi châu bò đến từ HNT họ đã có cho mình và một pha quét sạch vào vị trí của toàn bộ team Dead God. Bây giờ thì vẫn đang tiếp tục được bay. Vâng, vẫn đang là những chú chim đang được tập bay đến được vị trí của Gao. Rồi vẫn đang bay khá loanh quanh rồi. Đây là T5 lạnh YM, T6 nhờ Rio TV. Vâng, này họ vẫn đang soi xuống phía dưới của thị trấn để xem có team nào ở trong vườn này hay không. Đây là Refunfell, Mystic One, bác cái 5 ngón nhờ Vi Tiểu Bảo. Lúc này họ vẫn chưa đẩy vào vòng. Vâng, họ cảm giác không có gì phải vội vàng đẩy vào vòng cả. Cái UAV nó chuẩn bị quét qua. Destiny có mạng của vị trí của anh Tú và phát hiện đối vừa di chuyển ở bên trên. Vừa rồi thì Vi Tiểu Bảo có pha bắn nhẹ vị trí đối phương nhưng chưa chính xác. Lúc này Refund họ sẽ vẫn có pha đẩy vào cho mình. Đối phương đang có một điểm nấp là tốt hơn so với vị trí của Refund. Đó là lý do vì sao mà RFV5 lúc này họ đã có pha cẩn thận cho mình mà thôi. Và những người mà vừa chạy lên phía trên đó thì Phú Quý, nhưng No Way For You, anh ta có biết có đối phương ở dưới này hay không? Anh ta đang bị bắn rồi, quyết định sẽ quay trở lại những hòn đá để cho nó an toàn hơn. Như vậy bây giờ Phú Quý họ sẽ có pha combo vào vị trí của Refund ở trong trận đấu này. Và lúc này vẫn đang pha chờ đợi 70 tên Destiny có 4 mạng hùng trong trận đấu này. Và anh ta đang là một trong người thi đấu là rất tốt. Đại Tướng Quân Vô Lý đã bị bắn rồi. Và lúc này anh ta đáp xuống đây và anh ta bị tấn công đến 4 thành viên của Refund đang được bơm lại cho mình lượng máu. Đối phương nó bắn trí quá. Giá mấy cây này mà nó đổ được thì đáng lẽ đối phương đã bắn đổi cây từ nãy rồi. Và lúc này vẫn đang có pha chờ đợi. Rồi anh ta gọi ra, quyết định gọi ra hòm thính, nhưng mà có vẻ như Refund họ đang bị bắn tới cả một team khác nữa. Rồi PK đã bay được vào bên trong vườn thị trấn. Lúc này vẫn đang có pha chờ đợi một cơn mưa ở đây. WG 2000 chưa có gì vội cả. Điểm nấp họ này vẫn đang kiểm soát tốt ở khu vực bóng bò. No Way For You bắn gục được vị trí của Vèo. Vâng, lúc này thì MyBC anh ta đang bị tấn công một pha nằm nghiêng sau nước rất nhanh để bơm lại cho mình lượng máu. Đây là Mistake cũng như bác cái đã bò nó Vi Tiểu Bảo vẫn đang có pha tấn công vị trí Vô Lý, nhưng mà thực ra trong vùng này có một team nữa cũng đang tấn công vị trí họ cơ. Kiều bị bắn gục đến từ vị trí Destiny. Và đây là hai thành viên của Gao, họ vẫn đang chưa biết làm thế nào để đẩy vào trong căn nhà này. Đây rồi, đội giày bố phát hiện rồi. Destiny đã phải trả giá khi mà Gao tí đồ. Anh ta có mạ gục cho mình. Đại Quân Vô Lý cũng đã phải nằm xuống. Những thành viên ở HNT bây giờ đang di chuyển bên trong vòng và họ sẽ nằm ở trong tầm bắn của WG 2000. Đây là Kai 20 và đang có fan chui vào trong gầm giường để nấp đến bên kia động đèn đỏ. Gao tí đồ của Huỳnh họ vẫn đang chờ phía nam vườn thị trấn này. Người fan xử thi đấu quá lạnh lùng luôn. Và người văn sử quá lạnh lùng như là cái tên của người văn sử lạnh vậy. Họ vẫn đang có một điểm nấp rất tốt ở trong khu vực này. Và nếu như đối phương di chuyển vào thì họ sẽ bị bắn gãy ngay. Refund vẫn đang ở khá xa so với ông bò. Những thành viên ở Phú Quý vẻ tỏ ra khá khó chịu. Họ quyết định là sẽ không buông tha tình huống này. Họ đang vừa chạy bò vừa cố gắng cảm vị trí đối phương. WG 2000 đây rồi, đôi giày. Bây giờ WG 2000 sẽ công ở vị trí của người văn sử và hiểu rằng họ sẽ có thể lật đổ cái team đã có hai ván liền lên vị trí top 1 hay không. Lúc này Fun Game như là Cú Tứ và đang cố pha chờ. Cú Tứ đang ở rất gần vị trí của người bán xử rồi. Một pha nằm xuống bò để tránh đi con bát soi mói đối phương. Nhưng với việc mà loanh quanh ở bên ngoài vòng này, có thể rằng WG họ sẽ bị kẹp bò đến được vị trí của đối phương. 21 người chơi thì chúng ta còn lại trong trận đấu này. HNT đang thi đấu khá cẩn thận và họ đang ở ngay gần vị trí so với cả team người bán xử mà thôi. Evil Start có mạng ngả vị trí của bác cái 5 ngón rồi. Như vậy là Refund nó đang cảm thấy rất khó khăn trong việc chạy vào vòng. Thì Phú Quý
thi đấu quá khó chịu đi. Và bất kỳ nhất cử nhất động nào của team Refund cũng sẽ bị Phú Quý tấn công. Và hôm nay thì cớm đêm Evil Star No Way For You, họ đang tụ họp lại, họ sẽ muốn đẩy vào. Nhưng trước mặt họ sẽ là team HNT, trước mặt họ sẽ là HNT trong tình huống này. Đây là HNT Xỉu Nhi. Một chút nữa thì trẻ nghe HNT Xỉu Nhi và Mr. Robot, nó sẽ phát hiện ra thành viên của Phú Quý chạy lên. Và liệu rằng cái pha đấu súng này thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Đấy, tôi vừa nói xong, Xỉu Nhi bắn gãy ngay một cháu rồi. Và đó là thành viên của Phú Quý cớm đêm. Và tiếp tục có pha bắn, Xỉu Nhi ta có pha ra tay là rất nhanh, sẽ vào đẩy vào T6 hạ gục được vị trí của Phú Quý. No Way For You. Và có lẽ Phú Quý Evil Star ta sẽ phải bay màu ở đây mà thôi. Và anh ta sẽ dễ dàng bị phát hiện ra vị trí của đối phương, đến từ vị trí của đối phương. Trong khi đó hai thành viên của Refund đã chui được vào trong căn nhà bên trong thị trấn rồi. Có một thằng bỏ mẹ ở đấy chạy ra trước mặt, khá sợ đi. Đây là PC đã phát hiện ra có một thằng sử dụng dù lượn. Và PC đã được bắn rồi. Vâng, bắn gãy được vị trí của Gao Tino. Và đó là pha hạ gục đào vị trí của thành viên cuối cùng của Gao. Vâng, không, đó vẫn còn lại Gao Huỳnh. Vẫn còn lại Gao Huỳnh và Tino chỉ là thành viên áp chót mà thôi. Đây là người phán xử. Và biết đâu người phán xử tiếp tục sẽ có được bình cái top 1. Vâng, ba cái top 1 liên tiếp trong một ngày thì nó lại bá quá. 17 người chơi, đã gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Đây là Refund V Tiểu Bảo. Vậy ta đang có phải đứng lên ngồi xuống. Và hôm nay có vẻ như là team Refund hơi khổ. Evil Star ta bây giờ vẫn chưa biết làm sao di chuyển vào. Phát hiện có một thằng bỏ mẹ trước mặt, hình như đó là Mr. Bột Bột thì phải. Vậy đang thấy đối phương đang có pha chạy ngang qua. Rồi PK anh ta vẫn đang còn sống. Phát game nhân ma PC của xe có pha đẩy vào cho mình. Vâng, vẫn đang đẩy vào nó tốt. Đây là Doom. Trong khi đó thì phát game vào chơi rồi. Chơi tàn với đối phương rồi. Và xe nó pha đẩy vào vị trí của team người vẫn xử. Lạnh quay em bắn vào vị trí của Phú Quý Evil Star. Vừa rồi ra pha bắn rất ghê, lúc này thì 3PC đã bị bắn gục rồi. Đối phương nào pha đẩy lên, phần game đã cứu được người đồng đội mình. Một pha vuốt tâm, đây là cú tứ bị bắn gục với vị trí của M79. WGIG họ chọn sai thời điểm rồi. Họ đã bị tấn công từ hai team chứ không phải một team. Một robot đã phải nằm xuống. Xỉu Nhi có cứu được vị trí của một robot hay không? Trẻ nghe đã bị bắn gục rồi. Đây là Cao Huỳnh, trong khi đó tên Nam anh ta đã cố gắng di chuyển vào bên trong. Người phán xử bay bộ quá đẹp cho vị trí của người phán xử, không thể chê vào đâu được. Những pha lựu buôn liên tục vào trẻ ghé bị bắn cùng thậm chí có 3PC rồi. Và lúc này thì T6 lên hạ của một Doom. Và Rio TV có một pha triple kill quét sạch team WAG 2000 trong pha đấu này. Chỉ còn lại Xỉu Nhi Mr. 41 và nó đang bị tấn công của đối phương. Vẫn tiếp tục là pha vũ tâm bắn gãy được một người. Thậm chí có 41, một quả M79 xuống. 41 anh ta ngất ngay, anh ta phản ứng hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Và đây chỉ còn lại Xỉu Nhi, em sao cứu vị trí 41 đây. Người phản xử và Ray thi đấu quá hay đi. Đây là lạnh ngoài em, ta đã được cứu rồi. T6 hạ của vị trí một Xỉu Nhi cũng đã bị hạ gục. Và HNT họ bị quét sạch ở trong trận đấu này. Hôm nay người vẫn xử thi đấu quá hay luôn. Và có lẽ họ sẽ có được mình ngày top 1 thứ 3 trong ngày hôm nay. Và hôm nay bo nó kiểu gì nhỉ? Mistake One bị hạ gục với vị trí của Rap Guy. Người phán xử hôm nay bo nó độ kinh khủng luôn. Và một pha, những cái pha tôi phải gọi là hack bo đến vị trí của người phán xử. Và Ray vẫn đang pha kiểm soát. Và người phán xử mẹo thăng hoa quá. Rio TV vẫn đang cố pha đẩy vào. Rio sẽ có bạ gục với đối phương. Và người phán xử họ đã có cho mình cái top 1 thứ 3 ở trong ngày hôm nay. Vâng, bắn quá ghê rồi. Vâng, bắn quá ghê. Hôm nay có 5 bàn đấu thì người phán xử ăn được 3 cái top 1. Và với rất nhiều mạng gục chứ không phải là không có ít mạng gục đâu. Vâng, tổng cộng trong bàn đấu này có 9 mạng gục. Quá ghê. Và cuối cùng thì Gao Huynh anh ta còn kéo cho mình cái top 2 cơ. Vâng, quá kinh khủng.